Alo. Alo. Đây, đây đây em đây. Bà, hello bà. Bây giờ mình AD support đúng không? Ok, game đầu em AD, anh support, game 2 là anh AD em support lại. Xong mày support cho anh là coi như là mày mày nghe đến nó xong con mẹ nó rồi. Xong mình anh đánh AD sợ anh bị mất vị trí đó chứ. Okay. Anh sợ mày bị mất vị trí luôn. Ok, anh sao hết, AD, cái flash em lo được. Tìm flash em lo được. Anh rồi, muốn rồi. Cho không, cho nhưng rồi. Mà bây giờ anh nói thiệt nè, bây giờ anh thấy bà Lét nó đánh xuống đó, bây giờ mày có muốn tuyển thêm người không? Rồi, bà Lét của em. Mày nhớ hồi xưa anh còn nói không, mày với thằng Hậu mà mày hai đứa giành được vé chủ tịch thế giới là anh mày bỏ tiền ra anh đi, coi tụi mày đi chơi mà. À, có khi có nhiều khi cái mùa hè vừa rồi á, anh nói coi đó nên tụi em không dự định á. Ờ à, tụi em mới không được đi á. Điên khùng. Gì anh, nói gì? Anh nói gỡ quá à. Anh nói gỡ quá, Em chơi Yasuo quá, ba chơi gì? Yasuo đúng không? Anh bích Yasuo luôn, okay. Anh bích Yasuo với em luôn. Anh bích sau đi. Yasuo luôn đúng không? Ok, rồi, anh bích sau anh counter nha. Anh counter. Anh counter luôn giết cho mình luôn. Ok, oh, counter luôn giết cho mình, đúng rồi. Mày muốn anh đánh con gì? Bây giờ mày thử, anh đánh con gì? Ê, chung Gagat này em thấy bữa được lắm. Bữa em thấy anh chim kêu này được lắm. Lại ghiền nữa đó. Mày hay con này, Hai con. Bích đi Gagat đi mẹ. Được á. Ờ anh ba chơi gì? Anh ba chơi gì? Gagat được. Ok, Gagat được đúng không? Chắc chưa? Ừ. Ok, tin tưởng anh ba nha. Anh Trung mập ú được. Ok, anh Trung mập ú. Trung tưởng mập ú rồi em không tin được rồi đó. Giờ tới anh Trung nè. Alo, alo. Alo anh ba, Đây. Ê, sao anh ba mất cái lát rồi? Gì? Sao anh mất cái lát rồi? Ủa, em mới vô mà. Ơi, anh coi cái ai điểm chở cho anh quậy vậy anh Đơm luôn ơi. Má mày thằng Thiên Na đúng không? Ai bơ Đơm luôn á ba. Ba kêu má mày nha. Qua luôn á, em qua luôn á ba. Thì chỉ đâu ba. Má. Chứ. Thiên Na hả? Anh Tú đúng không? À anh Tú. À nó hai trước nha, được, nó hai trước. Rồi, cái này mấy cái kinh nghiệm này mình biết mà. Cho nó đẩy đi, bỏ con gift cũng được. Slider hả? Có chứ. Nó biết người giúp việc thì phải mày xây nam à. Xưa được không mày giúp việc. không, Đức nó trên top rồi. À, không Đức, ok. Cho anh Đức lên top. Ê, đây, nó chết rồi. Nó chết ngu rồi. Nó chết ngu chắc rồi. Mày láo, ngông của mày. Anh này. Ơi, nó tính đại ba. Được ta hơi khó nhưng ôi hơi khó nha. Ba quăng gờ cái đây. Ở đây nha, để nhà ba. Rồi luôn ba ơi. Anh chạy luôn á, Ok, anh chạy đem qua cơ bản ba được á. Em có cơ bản ba được á, nó đây mà mình chơi luôn á. Rồi về ba. Rồi về. Mình đây cái Hàn Quốc kìa ta. Ê má, đúng tay chân em cái gì á. Hết tiền gió nha ba. Ờ này. Nè nè, từ từ nè, quay lại. Nè. Trời, cứ lóc. Ok, cứ lóc cho anh. Anh xì lô nó đó, em cứ chém thoải mái nha. Ok, thoải mái luôn, em thoải mái luôn. Chém lồn luôn. Em thoải mái lắm. Anh ba, mấy em, ơi, nó clip được. Ơi, giết được không ba? Anh hết kêu rồi, lên đi. Đó gì? Chạy, những người anh em ơi. Má em vừa lát lên nhỏ nó cái người thì đắp em. Ok. Và đây em đi xin cho thằng kia có mạng cũng được. À chờ đợi em ba. Cái nhà là đủ má mày chi mà. Nè. Ơi em ba chỉ cần một cái. Ba không cần quăng gờ luôn, nha. Ờ ba quăng gờ luôn hả? Ba chắc chắn vậy. Quăng chứ, quăng cho nó làm lẹ em. Mấy cái thằng này mình phải làm lẹ chứ. Okay. Cảm ơn Thịnh Dung nha. Đúng rồi, cái này em thiếu kinh nghiệm quá. Mình làm mà cái nhây nhây được mà mình lỡ nó ra nó công tơ. Ta giết thì không cần cái gờ nào, ba giết thì cần 3 gờ. Ok, em qua anh ba nè. Em không có gờ nha ba. Cãi nó lại rồi. Thôi nó láo rồi, lấy máu từ từ thôi. Giết luôn á. Em có từ gió, từ gió chơi đi, từ gió. Còn từ gió đúng không nè, có em. Để nè, ba, để ba. Đánh luôn chị Lider, đánh luôn nè. Anh chuẩn bị e lát nè. Ok, 5 giây mới có gờ nha. E lát nè. 5 giây mới có gờ nha ba. 2 giây mới có gờ, có gờ đó. Có gờ chưa? Có rồi, nhưng mà từ từ đi. 5 giây nữa nè. Ê, nè, tôi đứng láo một cái kìa Việt. Ba. Tha đi ba. Thôi, nó có quên. Ok, anh ba đứng láo rồi. Anh ba đứng láo rồi, mà cứ gờ nha ba. Anh ba cứ e. Ba.
À, bỏ ơi ít được gặp mặt ơi, gặp mặt mà gì ghê vậy ta, đẹp luôn đó chứ lầy đồ ơi. À, em hiểu sao rồi đó chú ta, hẹn hai rồi. Em cứ từ từ, mấy cái bạn em còn rối mà. Ok em không bình tĩnh á. Ờ em không bình tĩnh kiểu mấy trẻ bây giờ đâu bình tĩnh như mấy người già ba đâu, người già ba non lắm, em đánh còn hơi non nha, để mà ra vô đồng cũng được. Tại ơi, nó chơi ba làm đấm luôn á ba. Em còn gờ nha, cứ từ từ nha. Nè, nó lóc ba, lóc ba. Anh chưa có rờ, chưa có rờ. Em đánh đi, em đánh đi. Hay, rờ. Ông ba cứ khen mấy cái này hoài, ba sao á, tay em nó thiệt luôn á. Ba ghét hồi đó, ba cái gì á, ba cứ khen hoài, em bực ghê. Ba đừng có khen cái này. Ba hy sinh, à ba hy sinh chứ ba đâu có nằm xuống. Ơ, vô. Tăng điên nổi. Năm hạng là như xong rồi. Né cái nè. Cảm ơn Nam, cảm ơn cái gì cái Nam. Bình thường, phải ta thấy bình thường mà. Mấy cái này phải có quen rồi. Có lại đơn cái điện thoại thôi chứ ta cũng bình thường luôn. Ui mẹ. Chạy được. Người ấy là ai hả ba? Người ấy là ai hả ba? Mấy ba này lấy đơn lấy quýnh kìa ba ơi. Yếu hiểu luôn. Nó dâng lên là biết Alice lưng rồi đó. Đúng rồi, bà ơi, bà biết mấy cái này hay quá ta. Thôi mấy cái đấy này của anh dạy à, của lượt viên của em chơi đó chứ. À, thì ra vậy. Hay kìm có gỡ. Ơi, tên lai gặp bác, tên lai gặp. Tìm mình tên lai gặp bác. Ok, em nhìn tên ba đó, em nhìn tên ba đó. Cứ theo. Ok, em nhìn tên ba đó. Chơi lồi mày luôn, chơi lồi mày luôn. Ok, hút tung cái đi. Thôi cứ từ từ em giữ gờ lại, cứ từ từ thôi. Em từ từ thôi. Kỳ sức nó này cứ từ từ thôi. Mình đợi cái tung sao nè. Ok, nó đắp đúp nè, đắp đúp nha. Ơi ơi, ba lên luôn á, lên luôn á. Em cứ lên cho anh, em cứ lên cho anh. Ơi ba, này thì sao? Gờ chứ ba. Đó, đớp một kiều cho anh. À, bộ đôi này. Được hết nhờ. Anh cô bò cho hàng nửa không vô được đâu. Mình chơi kiểu kính giải mà, mục tiêu mà. Từ từ nghe, đưa anh về, em mua đồ cái đó. Rồi, em lên cho mình. Mày tiền anh nhiều lắm. Ê, em cần cái tôi bảo nha bà, em cần tôi bảo nha bà. Ok, lên cho em mà. Ok. Em biết mà. Em nhìn cái bầu quỳ của em thôi là biết rồi. Ok, nhất cái đó là biết em tính làm gì đúng không? Rõ ràng đồ không má anh chứ không phải ba lét đâu, phải đợi chỉ chơi mày. Ok, bà. Mình chẳng đánh được. Hơi khó em ơi, nó thấy em nha, nó thấy em nha. Nó thấy em rồi đó. Ok. Ô nó. Em có gờ, em ba có gờ. Chưa có gờ nha, đánh từ từ vô nha. Em đi lắm rồi nha. Đấy lắm rồi, con lắm chơi nè. Em bấm gờ liên tục rồi đó, Quỷ này luôn. Em từ gió cho. Có gờ vô. Anh tới rồi đâu ơi. Không ai hứt tung hết. Em mau hết rồi đó. Tìm chiếc không được ai khỏe thì chứ. Chạy em ba. Chạy đi em ba, chạy em ba. Anh lo được đó. Okay, cứ bình tĩnh, anh giữ đao chân này luôn đơ ơi. Ok anh ơi. Không có xi mai nha, 20 giây mới có nha. Okay, em đánh cái gì đâu, em đứng kế anh nè, anh mới cover em được, em đứng xa quá vậy. Ok. Em tính thể hiện á, tính sức trẻ mà ba. Trẻ nó muốn thể hiện lắm. Chứ đâu dài thêm ba đâu. Elite nè. Hay quá bờ ơi. Cái gì này. Nhìn là biết mày muốn gì rồi. Ba ơi, ơi sao lưng mấy này lắm ba? Xuống, bắt máy lồn này. Mày này anh chưa có kia, nè. Cam A nha. Lát luôn rồi, anh hết mana luôn nha. Không còn miếng mana nào luôn á. Ok, sức lượng ba từ từ ba mình tình. Rồi, nice. Ơi, ba. Dí nó luôn cho anh hết láp rồi. Chứ ba không hay thì sao đến đây em ba. Ơi này luôn á. Em ba này nè ba. Ba em ba. Vô luôn mọi người. Nó ra làm đơn luôn nha, thằng nào cũng được. Ơi nè, ba thấy không? Đánh chưa tóc chúng luôn á. Ờ giết từ từ đã chết. Rồi giết đi.
Nè nó cũng tính miếng đất nào đó hay không? Đất mà biết mà. Này không có đường về đâu. Má mà đánh vậy sao tỉ mà được. Thủ thủ cấp 3 năm 3. Tao chắc có luôn đi. Ê nè nè tới tới chưa tới chưa tới chưa tới chưa tới chưa tới chưa tới luôn chưa tới luôn chưa tới luôn em vào đằng sau chưa tới. Em có nè em tới đó em tới đó. Tới năm 3. Chết luôn rồi chết luôn rồi. Thôi được chơi hết mà. Nè nè đó. Em có gần ba em nghe mà em nghe mà ba. Thôi này đi ba. Này luôn đây. Này không. Anh thắng cho mặt đó. Thả đi ba, thả đi. Ờ giờ đi giờ đi. Mà giết ba. Ê, mà có giết nè. Mà theo em kịp không? Cái nhịp này nè, cái nhịp này nè ba. Cái nhịp này theo kịp. Cái nhịp này theo kịp. Rồi nó né cho né đi, cho né đã đi, cho né đã đi. Cho né đã thì chết à. Còn mẹ mày. Má tính ra anh với mày phối hợp diễn à. Chứ kêu cái là mày biết làm gì luôn. Thì sao ba?